Hello em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của anh Xuyên Không. Làm sư tôn mình phán diện mà nhau thế giới tu tiên. Tập 1 phần 2 Linh Phun Bộ nằm dưới phần mô tả nhé. Về sau thì Mộc Linh bảo nhất định sẽ gặp phải phiền toái liên tục. Đồ đệ ngài không phải là người Mộc Linh bảo hay sao? Ngài không ra tay giúp nàng diệt trừ tai họa ngầm. Diệt trừ một tên hoàng tử à, mà sau còn có cả một cái hoàng tộc. Hoàng tộc sau lưng còn có tiền môn. Dù sao thì ta cũng đem tiền môn diệt trừ. Phía sau thì lại có thượng phẩm tiền môn. Đối với cái mà sản văn này rất là không thích. Nếu như cứ đánh như vậy thì người đọc làm sao có thể nhìn thấy hậu cung của ta được. Hiện tại thì Mộc Linh Bảo có Chi Thủy, Ngọc Định Quốc thì có Tam Đại Cung Phụng. Tạm thời vẫn tính là công bằng. Nhưng mà ngấm ngầm thì vẫn có thể có tác động. Những người nhưng mà sẽ không bùng nổ mâu thuẫn như vậy là tốt nhất. Lấy Lạc Sàm Sàm tính cách thì chứ không phải phiền tôi gì quá lớn. Tù trần giới thật sự nguy hiểm như vậy ư? Thật sự rất là nguy hiểm, cho nên người nhất định phải học được ẩn giấu cùng với ngụy trang, không được dở dang trêu chọc nhân quả. Bằng không thì sẽ bị cho người biến tà ớt dưỡng, ớt nướng. À, ta đã có, không phải là gà. Ta mang người đi gặp đồ địa của ta. Sư phụ. Phù Ninh quá những lợi hại. Mới đó mà đã luyện khí nhất tầng rồi. Ôi sư phụ. Ý. Dạ. Ôi mới mấy ngày không thấy thôi. Không có con phải kích động như vậy hay không? Đã mười mấy rồi đó sư phụ à. 10 ngày rồi. Phù Ninh rất là nhớ người. Lần trước ngài truyền thụ công phá xong liền rời đi, làm đồ đệ tử của người chưa kịp nói lấy cái lời cảm ơn nào. Chỉ cần người ngoan ngoãn thì có những yêu cầu gì cứ việc nói cho sư phụ nhất định sẽ thỏa mãn người. Yêu cầu gì cũng có thể sau. Sư phụ đồ nhì ngoan để cho vi sư khen thưởng cho người. Ui What the fuck, Vũ Đinh à, người không sao chứ? Ta anh có cái gì gần nhất cái chút anh nóng trong người. À đúng rồi, ta có thứ tốt muốn cho người xem. Máu mũi này chứ không phải là thứ ta tưởng tượng đi hả? Đây là Tiểu Bạch. Đừng có nhìn nó bé như vậy, nhưng mà nó là Nguyên Anh kỳ yêu thú đó. Ta đem nó tặng cho người. Lúc ta không ở đây, nó sẽ thay ta bảo hộ người an toàn. Sư phụ à, ngài là muốn rời đi sao? Ngài có phải là không cần vô nên nữa? Đi nhỏ ngọc à, ta làm sao có thể bỏ ngươi lại chứ? Ý? À, dạ, cô có thể nghe tôi giải thích chứ? Ý? Thôi, không xong rồi. Cầm thú vô nịnh còn kém một năm nữa mới tới tuổi cập cờ, hắn gấp như vậy. Đúng là cầm thú. Ta chẳng lẽ đã lớn tuổi rồi? Đại phu nhân xinh đẹp như vậy làm sao có thể lớn tuổi chứ? Đại nhân nói đùa, ta vừa rồi là thật lỡ phá hỏng chuyện tốt của đại nhân. Vừa rồi đều là hiểu lầm, ta cùng vô nịnh là quan trợ quan hệ hài trò. Chỗ máu kia là vô nền máu mũi. Không biết nàng vì sao lại đột nhiên chạy máu mũi. Đại nhân. Đại nhân à, ta đều chưa có nói gì. Ngài tự hồ không cần phải hướng ta giải thích. À, cái này là ta sợ cô hiểu lầm. Ta hiểu lầm cái gì cơ? Ta hiểu lầm thì cái sao đâu. Đại nhân à, ngài đã ý cảm thụ của ta để làm cái gì? Ta, ôi trời ơi, nàng đang đùa giỡn ta rồi. À đúng rồi, mọi người đều là người trưởng thành, sợ cái quá gì chứ? Phu nhân, ta sẽ ngươi hiểu lầm tình cảm của ta. Ô đại nhân, anh ngay gọi là Sam Sam là được. Cô không cần thấy gọi phu nhân càng thêm kích thích như sau.
Ôi đại nhân, hóa ra Ngài thích chơi như vậy. Vì trước toàn bộ là do tấm thích tưởng tượng, không phải là tác giả muốn thế nha. Ta có thể đi lại cho vụ nền một ít đồ, có chút thì cô cũng có thể dùng. Ta đều đã phân phó cho vụ nền đó. Ta đi trước đây. Thời khắc một chút. Ta làm sao lại chỉ trốn chứ, ôi quá mất mặt rồi. Lần sau gặp phải chuyện như thế này, ta sẽ làm như vậy, sau đó thì như vậy nữa. Ý Tiên đạo hữu có đó chưa? Ta đã về tới Đạo Vân Tường Tiền phân bộ đã an toàn rồi. Người hẳn là đang rất bận ha, ta tạm thời sẽ không biết nhiều. Về sau ta có thể thường xuyên lý hợp đời người tình giáo được không? Kỳ quỷ gì thế này, vừa chết phiên bản gì giới u, đây là kịch bản gì vậy? Tình yêu qua mạng, hơn nữa còn là cùng bạn gái cũ nữa chứ. Quả nhiên đã đồng ý rồi. Cái đồ cần bà thầm thích, người nghĩ có thể giấu được ta sao? Tìm ngươi lâu như vậy rồi, lần này xem ngươi chạy như thế nào. Năm đó ngươi vì cái gì mà muốn rời đi chứ? Nhị Bạch Phong liền phun bộ nằm dưới đường Mô Tả ở dưới nhé. Thiên đường nhị sư tỷ à, con người thật thật là lớn đó nhà, có thể cho ta xem một chút không? Ghê ghét ghê đấy, người đi tìm tam sư tỷ đi, nãy có con nhỏ đâu. Ý thì tí sư mọi à, người muốn làm cái gì? Tam sư tỷ à, ngươi liền cho ta sợ đi mà. Úi ôi, Vũ Linh cũng lớn lắm đó nhà. Đại sư tỷ à, ngươi làm cái gì vậy? Nghe nói Vũ Linh còn bị sư phụ sợ qua rồi, ta sợ cùng sư phụ có giống nhau không? Hồi đừng mà, đại sư tỷ ta sai rồi. Nhị Bạch Phong từ lúc nào lấy cái rừng trúc cùng dưới nước nóng vậy trời? Đi rồi cô lấy cái chuyện gì đây? Sư phụ ngài đã trở về rồi, số nước nóng này chính là ta đã chuẩn bị cho ngài. Thật không, với chờ Nguyệt Ly cùng với các nàng tắm sông thì ta cũng đi ngâm mình thư giãn một chút. Có phải sư phụ ý? Ta chuẩn bị nơi này cho sư phụ là để cho ngài có thể thuận tiện ngắm nhìn cơ thể của các vị sư tỷ. Sư phụ, anh ta là như vậy, ngài có thích không? Anh gì à? Ý? Không được lắm. Thế mà lại dám dùng cái loại mỹ lực thấp kém này với sư phụ. Học cái tốt thì còn một, học toàn cái thứ bạn mù không à? Ây da, ây da. Sư phụ ta sai rồi. Người ta mãi không có cách nào là luyện khí, mặt thấy tổng môn thí luyện sắp bắt đầu, cho nên mới bắt đã dĩ học một ít đồ để phòng thân. Vậy người cũng không thể nào đối với sư phụ dùng mỹ thuật. Chuyện tu luyện, người cứ yên tâm đi, ta lần này xuống núi chính là tìm phương pháp giúp người giải quyết. Muộn một chút người đến phòng ta. Dân sư phụ. Cơ tí. Bạch Sơn Chủ. Bạch Nhiễm gặp qua thảm thích Trần Nhân, mà mũi tới bái phóng xin lỗi ngài. Không sao, chúng ta vợ rồi lại nói. Tôi nghe nói thảm thích Trần Nhân ý nộ vô thường, ý vào tu vi cao thầm, làm người ương ngạnh, đối với đệ tử thì càng vào ngược vô độ. Này thì xem ra uy rằng thì vẫn là thanh lạnh như cũ, nhưng cũng không làm người khó chịu, ngược lại còn làm người ta có cảm giác thoải mái. Hắn có rất nhiều người thích hắn đi à? Ây da, ta suy nghĩ cái gì vậy? Xin lỗi, ta nên này không có cái gì để tiếp đại cả. Lúc trước ta có phơi một ít tuyết thung nhung thảo, dùng nó thấy lá trà thì cũng rất được. Cô ngồi chờ một chút nha. Bạch Nhiễm lần này tới là muốn cảm tạ tạm thích đạo hữu ngày ấy ở tiền mâm đại hội đem bệ thẩm đề cử cho ta. Chỉ là một chút việc nhỏ thôi, ta đã nói là cô so với nàng ta càng thích hợp dạy nàng. Ta trong tông địa vị cũng không cao, đệ tử tí tí rằng không ít, nhưng đều là tư chất bình thường vô pháp đến
tài nguyên tố. Thẩm thích chân nhân thì tu vi cao thầm, có được thủy mộc sông linh căn bản mà lại đem nguyện ý đem về thấm lấy nhiều cho ta. Ta biết là chân nhân chỉ cố ta bạch nhiễm thì tất nhiên ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Lên trúc phòng thì ta không sánh bằng nhị bạch cột phòng, không có đồ vật gì tốt, nhưng ta với cơ duyên xảo hợp đạt được một khối bằng sừng trúc ngọc, lần này tới chính là muốn tặng nó cho chân nhân, hy vọng chân nhân không có chê. Ân cây này đồ vật trân quý như vậy có lẽ là bạch nhiễm đạo hữu so với ta càng còn hơn. Chiền tạm thế chân nhân nhận lấy, bạch nhiễm vĩnh viễn nhớ rõ chân nhân ân tình. Bạch nhiễm nhìn như ôn hòa dễ gọn, kỳ thật là một nữ nhân ngồi mồm trồng cứng, một khi đã quyết định chuyện gì thì cái chết cũng không mà dao động được. À đây rồi, vật này ta nhận lấy, về sau nếu như gặp phải chuyện gì khó có thể giải quyết được, cô có thể tìm tới ta. Thẩm thích đại nhân, ta bà sư chủ à, có phải là có sự tình đi muốn tìm tại giờ trời giúp nơi đi không còn về sau hộ. Sắp tới tổng môn thí luyện, ta muốn giúp thẩm nhị chức tập pháp bảo. Nghe nói thẩm thích trần nhận tinh thông luyện khí, cho nên ta muốn tới thỉnh cầu ngài giúp thẩm nhị chế tạo ra một thanh tiên kiếm thích hợp. Ta đã chuẩn bị tốt các loại tài liệu, xin ngài có tùy ý sử dụng. Chuẩn bị nhiều như vậy sao? Bạch nhiễm vì đệ tử quá nhiên hao phí rất nhiều tâm tư. Có thể là vừa lúc ta đã chuẩn bị cho luyện chế mấy phong pháp bảo cho đệ tử của ta. Vậy đó ta chừng nhận, về sau phạm là chừng nhận cái yêu cầu gì, bạch nhiễm tuyệt đối không nói hai lời. Không cần phải khách khí như vậy, chúng ta uống tách trà đi. Cùng mỹ nhân như bạch nhiễm yên tĩnh thưởng trà, cái cảm giác này cũng không tồi. Ý, ôi không tốt rồi, lên khí quá nhiều, thiếu chút nữa thì đã đột phá vào nguyên anh luôn. Vậy mau chóng thu lại đạo vận quanh thân. Thẩm thích chân nhân, trà này. Đi là tiên đạo lão cà thực sự là quá ra sức rồi, hơi tí liền chết đau uổng cùng với ngộ đạo, kết quả ta tấn đi không nhân, người chung quanh thế mà lại có thể hút lấy được. Nói như vậy thì về sau ta có thể trợ giúp người khác đột phá rồi. Đạo vận cùng với ngộ đạo cứ 10 ngày nửa tháng lại tới một lần, so với đi di mộ thì còn tới thường xuyên. Nếu như ta đã tán đi mà nói thì có phải là trợ giúp mấy tiểu đồ để tu luyện rồi? Ta đột phá rồi. Chúc mừng bà sơn chủ, hậu tích bạc phái, một lần mà đấu ngộ trực tiếp vượt qua kim đan trung kỳ, trở thành kim đan hậu kỳ. Về sau thì ta phải gọi một tiếng bạch nhiễm chân nhân rồi. Tập 18. Đa tạ thẩm thích chân nhân. Cảm tạ ta làm cái gì? Đạo hữu, đây là hậu tích bạch phát. Ta cũng không thể nào thừa nhận, vừa rồi ta vì áp chế cảnh giới mà tán đi đạo vận cùng linh tây dược. Thẩm thích chân nhân, ta thường xuyên về sau có thể tới nơi này được không? Người phát trà uống rất tú. Còn nói như cùng tới thì ta có thể tùy thời hòa ngân. Thật nhị, ngươi là đây đi. Sư phụ à, thật làm người ta không bớt lo chút nào. Ngài vì cái gì mà mì lật là đến như vậy chứ? Tu luyện thế nào rồi? Ta đã thử rất nhiều phương pháp, nhưng linh khí sau khi vào cơ thể để trải qua ngũ linh tuần hoàn liền tiêu tán, không còn tồn lại một chút nào. Lãng phí tu luyện đàn sư phụ cho ta. Đi nhờ ngọc à, sư phụ làm sao sẽ đấu lòng tụ linh đan chưa? Sư phụ lần này xuống núi đã tìm được đồ vật giúp người tu luyện, người mang lên thử xem. Sư phụ à, ui ta thúc rồi hả? Ta còn cho người chuẩn bị một cây biến dị tuyết nhung thảo,
Nếu như lúc luyện mà gặp phải bình cảnh: "À, sư phụ à, con tóc này có màu không giống tóc sư phụ, là nữ nhân nào vậy?" "Hả, ở kia đó." "Sư phụ à, không cần phải khẩn trương, ngài có tuổi này chuyện đó cũng là rất bình thường. Bất quá thì có chút nữ nhân tùy tiện, ngài nhất định không được để cho các nàng lừa đó. Nếu phải thật sự tìm người nào đó làm sư nương, sư phụ nhất định phải nói trước cho cô, cho thất nhi đấy." "Người nói bậy bạ cái gì thế? Mau đi tu luyện đi, tông môn thí luyện rất là nguy hiểm. Tuy nhung thảo này đồ để liền cầm đi đây." "Chân mờ tiền nữ này thật là vô pháp vô thiền." "Được rồi, vấn đề tu luyện thì đã giải quyết rồi, thế giới lộ tuyến cũng đã trở lại quỹ đạo. Chờ ngọc vua sườn đưa lại là kim tới thì chính là lúc bế hoàng luyện chế pháp bảo cho đồ đệ." 3 tháng sau, thân đến tiền tông chủ phòng đăng thiền phòng. Địa kinh tông thám tử mấy ngày gần đây thường xuyên đã xuất hiện ở phù gan linh mạch do tông ta khống chế. Địa hình tông thì gần đây rất manh động, đã liên tục thao tốt 2 tiền thiền môn chung quanh. Chẳng lẽ bọn họ lại còn muốn tới cho chúng ta? Địa kinh tông, tông chủ Hoàng Vô Sơn tu vi tương đương với ta, gần nhất thì cũng không có nghe hắn nói đột phá. Bọn họ chắc hẳn lại cùng tông ta khai chiến. Chuyện này đối với bọn họ cũng không có chỗ tốt. Vì bất quá thì cũng không thể nào không đề phòng. Đại trưởng lão, con khiến cho ngài phiền, đi một chuyến mình đồng kình cùng Ngọc Hòa Tông, nói rõ cho bọn họ việc này. Hy vọng đến lúc xảy ra chuyện ngoài muốn thì bọn họ có thể tới trợ giúp. Tông chủ à, lão hữu nguyện ý đi một đồng minh định, nhưng mà Ngọc Hoa Tông thì bỏ đi, lão hữu túi thọ không còn dài, mong tông chủ thông cảm. 10 năm trước có một vị sư giả đi Ngọc Hoa Tông tông trí chuyện quan trọng, nhưng không biết vì chuyện gì là ở Ngọc Hoa Tông một hồi lâu, lúc trở về thì cả người gầy đi một vòng, tu vi thì thụt lùi. Cũng được. Đi Ngọc Hòa Tông còn phải có người có đủ thực lực, đủ cường đại, như vậy mây thi mới có thể tỏ ra thành ý. Bạch Nhiễm vừa kim đan hậu kỳ, hẳn là có thể đảm nhiệm công việc này. Bạch Nhiễm trần nhân mới đột phá không lâu, chỉ phải có một mình nàng ta đi thì có chút không bằng mời Thẩm Thích trần nhân đi cùng ta. Tin tưởng một vị kim đan đại viên mãn cao thủ vấn cực, đủ khiến cho Ngọc Hòa Tông coi trọng. Hóa ra mục đích của lão ta là muốn cho Thẩm Thích tìm phiền toái à. Nhưng mà Thẩm Thích trần nhân còn đang bế quan. Chuyện gì vậy? Tiền bảo xuất thế ư? Là hướng nhị bạch phòng. Không phải là tiền bảo, mà là ta sợ muốn chết à. Tuy nhiên vẫn có một sợi đạo vận, hắn lộ hiện bảo phẩm chất tương đối cao. Chị chà, vừa rồi sẽ ý một cái, tí thì luyện thành tiên bảo luôn rồi. Nếu thực sự đã cho tiên bảo xuất thế thì sẽ có phiền toái rồi. Cùng sư phụ xuất quan. À, trong khoảng thời gian này tu luyện thế nào rồi? Các vị sư muội đều phi thường cố gắng tu luyện, đặc biệt là Thất Nhi cùng với Tiền Nhi, hai người tiến bộ rất nhanh. Nhất đều đã đạt tới luyện khí tầng 5. Tầng 5 à? Không tồi, coi như là đã thành luyện khí sĩ trung đẳng rồi. Tí sư muội, sư phụ vừa mới xuất quan, người vẫn không nên thân cận quá như vậy. Đại sư tỷ nói giỡn à, ta ngũ hành đồng tu, am hiểu nhất chính là hóa giải linh hồn hỗn loạn. Sẽ không có việc gì. Nghiệt lì cũng không tồi, đã trúc cơ tầng 2 rồi. Đó là do sư phụ truyền thụ thuật pháp hỗ trợ nghiệt lý phá cảnh. Nhiều chị nhu đã nắm giữ. Đúng vậy sư phụ, đồ nhi đã nắm giữ. Hơn nữa đồ nhi cũng đã lý giải được ý nghĩa sư phụ truyền thụ thuật pháp này. Cuối cùng thì căn cứ từ thân lực làm ra thay đổi, nghiên cứu ra pháp thuật căn cường đại càng thích hợp hơn với bản thân. Ta truyền thụ công pháp chỉ là để tăng đủ hảo cảm, không có ý gì xấu xa cả. Không tùy, thế mà lại có thể tự nghĩ ra công pháp. Người làm biểu diễn cho ta xem một chút đi.
Dần Độ Nhi liền đi biểu diễn một chút. Bất quá thì không phải làm phiền tỷ sư muội phù hợp. Dù sao thì tỷ sư muội so với ta am hiểu linh lục trùng kích hơn. Đường nhà, con xin đại sư tỷ thu hạ lưu tình. Đương nhiên, đây chỉ là biểu thị tôn pháp mà thôi. À, rõ ràng là truyền tu chân. Sao càng làm càng xem tàn có mùi vị như là cung đấu ấy nhờ. Còn xin sư tỷ thu hạ lưu tình. À, đó là tự nhiên. Ừ. À, đúng rồi. Vì sư có luyện chế cho người một thanh tiên kiếm. Lần này vừa lúc để cho người thử xem có thuận tay hay không. Ôi, tiên kiếm, cảm ơn sư phụ. À, sư phụ, à, tiên kiếm này nhìn cái chút kỳ quái à. Cái này không phải là dao chè củi sao? Chính là cảm giác này đó, người phải tin tưởng tới người của sư phụ chứ. Có thể cảm nhận được trong tiên kiếm một đạo mãnh liệt vận cháy vào trong cơ thể. Quả nhiên là một phàm thượng phẩm pháp khí. Tốt. Úi. À, Vũ Linh làm sao vậy? Sư phụ hòa đại sư tỷ cùng với tỷ sư muội giống như là muốn đánh nhau. À, ta đã biết, cảm ơn người Vũ Linh. Vũ Linh à, chúng ta đứng sang một bên đi, nơi này rất là nguy hiểm. Giờ cũng là xem thành quả cái đám đồ để tu luyện rồi. Linh lực cổ hóa, đây là năng lực chỉ có thể đạt tới trúc cơ kỳ thì mới có thể. Tỷ sư muội làm sao để làm được rồi? Là do cái thanh dao chè củi nhiều. Thế mà dựa vào pháp bảo phá vỡ bằng lào, bất quá thì vẫn còn non xanh lắm. Lên. Một đạo thuật pháp này hiển nhiên có nhiều tròn biến hóa. Uy lực đã đạt tới linh cấp thượng phẩm rồi. Nếu như tiến thêm một bước thì liền là linh cấp siêu phẩm thuật pháp. Là có thể tự nghĩ ra linh cấp siêu phẩm thuật pháp, thiên phú cùng với nỗ lực đã phi thường công bố rồi. Đồng nghiệp Ly, trong tiểu thuyết lại không có ngộ tính nhanh mạnh như vậy. Hơn nữa, tu luyện cũng không có tích cực. Làm sao mà hiện tại đi biến thành cái bộ dạng thiên tài nỗ lực phân đấu vậy? Lười biếng lại không dễ chịu sao? Sư phụ, chỉ có không ngừng trở nên mạnh hơn mới có cách để cho sư phụ càng ngày càng gần. Chờ tới lúc mạnh hơn sư phụ, xem ngài có cách gì cử tuyệt tà, anh tra tấn tà. Sư tỷ, người thất thần. Đó là tuyệt kỹ trảm linh luận của tiểu thất nhĩ. Nhưng mà kỹ năng này trong tiểu thuyết phải tới tận kim đăng kỳ mới lĩnh ngộ được ra mà. Hiện tại vì sao lại luyện tới tầng khí tầng 5 liên lấy ngộ rồi? Ngũ hành linh lực luồn chuyển, dù đấu nguyệt lì cũng là biến dị căn, cũng không thể nào siêu thoát khỏi ngũ hành. Ở dưới trạm linh luồn thì linh lực nháy mắt đã bị tan rã. Sư tỷ xem chiêu. Tí sư muội thật lực thật là ngầm ngoài dự đoán, bởi quá thì người vẫn thua thôi. Nhiều chi nhụ của ta còn chưa kết thúc đâu. Đại sư tỷ, ta thua rồi. Đừng để bị cảm lạnh. Nguyệt lệnh không bắn thuật đã đạt tới linh thuật siêu phẩm cấp bậc, liền gọi là toái băng tròn đi. Còn thất nhi thì chịu thức. Chiêu này xuất phát từ ngũ hành tuần hòa. Đối với ngũ hành linh lực thì có hiệu quả tan rã, cho nên đồ đệ tính toán gọi nó là trảm linh luân. À, mọi người đều lại đi, ta cho các người chuẩn bị pháp bảo. Vừa lúc còn 2 tháng liền bắt đầu tới tổng môn lịch luyện. Tranh thủ khoảng thời gian này làm quen một chút về pháp bảo đi. Biết ngươi sợ đâu, cho nên ta đã chuẩn bị một pháp bảo chú trọng về phòng ngự. Cảm ơn sư phụ. Sư phụ, cái gậy này là dùng để đánh cái địch ở hôn mê sau. À thần, ui con mò đó. À không phải, đây là một cây ma pháp bổng.
Người đưa linh lực vào trong liền có thể phóng rập thuật pháp. Sơ phát bổng, lợi dụng đó gõ đầu sau. Người cao hứng là được rồi. À, sư phụ. Sư phụ, à, hai kiên bảo này của chúng ta... dùng đó mặc vào. Sư phụ, à, là muốn ta mặc cái này cho ngài nhìn. À đúng. À, tự nhiên là người muốn mặc vào, sau đó thì nhanh chóng thích ứng pháp bảo. Sư phụ, à, cái này là cái gì vậy? À, cái này là ta dùng gia vụ ẩn xà chế tạo ra, là một loại pháp bảo công phòng nhân thể, tên gọi là tất trần. Công phòng nhất thể quỳ lợi hại như vậy sao? Nhưng mà mặt nó như thế nào? Cho chân vào cái lỗ ở giữa. Ờ, hóa ra là sư phụ. Như vậy ta đã hiểu rồi sư phụ. Hà thì nhì quả nhiên là chân tình, cực kỳ hợp với tất chân. Chứ bộ đại sư tỷ, ngươi thật sự là muốn mặc nó vào sao? Đương nhiên, đây là pháp bảo mà sư phụ chỉ tạo cho ta mà. Sư phụ à? Sư phụ, Nguyệt Ly mặc có đẹp không? Ờ, à, đẹp, đẹp lắm. Hai mươi pháp bảo của sư phụ không dùng cho đẹp. Đại sư tỷ, à, có cần cho tỷ sư muội giúp người thí nghiệm một chút năng lực vào phòng ngự hay không? Ý. Thời nhị đừng có làm loạn, các người đều đi làm quen với pháp bảo đi. Ta muốn đi một chuyến chủ phòng. Không biết là tông chủ tìm ta có chuyện gì? Tham tích chừng nhận, gần nhất địa kinh tông thường xuyên hoạt động ở phụ cận linh mạch của tông môn ta. Chúng ta đã thường nghị, còn phải cùng với mặt khác từ tiền môn tiền hổ thông báo một chút. Nếu như tương lai có xảy ra biến cố gì, thì cũng có thể kịp thời ứng đối. Cho nên, chúng ta muốn thẩm thấy trần nhân làm đại biểu đi liên hợp với các tàu môn lân cận tạo thành một mặt trận thống nhất. Cái lỗi chuyện này ba lại vị trường lão, hẳn là sao với ta càng thích hợp hơn đi. Họ đã ra tới đoạn cốt truyền này à? Xem ra khoảng cách tương đỉnh tiền môn gặp kiếp nạn đã thấy gọn. Đây cũng là lúc thẩm thích trong cốt truyện muốn giết vài chính. Đại trưởng lão thì đi Ngọc Hòa Tông, nhị trưởng lão thì đi Đông Minh Định, cuối cùng thì cả hai bên đều oan uổng chết. Đại trưởng lão đã tự mình đi tới Đông Minh Định, mà Bạch Nhiễm Trần Nhân sẽ đi tới Ngọc Hòa Tông. Nhưng chúng ta lo lắng. Cái gì? Bạch Nhiễm muốn đi Ngọc Hòa Tông? Không sai, đây là kết quả mà mọi người vừa mới thường nghĩ. Bất quá thì Bạch Chân Nhân tuy rằng đã là kim đan hậu kỳ, nhưng mà thời gian đột phá ngắn ngủi, cho nên chúng ta hy vọng Thẩm Chân Nhân có thể đi cùng. Kịch bản lại có biến hóa, không biết cốt truyện về sau ta có thể khống chế được bao nhiêu. Thẩm Thích Chân Nhân, tên đền tiền môn của chúng ta có vinh cùng hưởng, có hại cùng chịu. Thẩm Thích Chân Nhân rốt cuộc cũng là người của thường đỉnh tiền môn. Tông chủ nó cũng sai, ta đáp ứng. Thẩm Thích Chân Nhân bị Bạch Nhiễm thế mà lại đáp ứng. Hai người bọn họ có hẳn là có một chân đi. Đương nhiên là thế rồi. Người đã quên Bạch Nhiễm làm sao đột phá. Nàng ta ở chỗ Thẩm Thích Chân Nhân đột phá, hai người bọn họ hẳn là xong tu đi. Ta là hấp mộ mà, ta cũng muốn cùng Thẩm Thích Chân Nhân xong tu quá. Nói được thì cũng là ta tới trước. Nếu như sự tình đã quyết định, vậy thì ta liền đi trước. Ý, Bạch Nhiễm, cô lát nữa tới phòng của ta một chút. Ôi, Thẩm Thích Chân Nhân, ta còn chưa chuẩn bị ở cái tố. Ôi, đập phát. À, không có việc gì, ta đều đã chuẩn bị tốt rồi. Tại lý chục Phật báo đến phòng về thôi mà, có con phải chuẩn bị cái gì chứ? Sư phụ, ngài đã trở về. Ngoan, đi tìm cái vị sư tỷ đi. Sư phụ có việc muốn làm. Vị này hắn là Bạch Nhiễm Trần Nhân đi.
À, người, ngươi là tiểu thất. Không là tiểu về nhì đi. Không ngờ người lại là nữ nhì. Tỷ tỷ à, ngươi tới nhị bạch phòng là tìm sư phụ ta chơi sao? Không, không phải. Ôi, nên nói như thế nào đây? Sư phụ ngươi là muốn mời ta đi song song đó. Qua mấy ngày nữa thì sư phụ cùng bạch nhiễm trần nhân đi tới Ngọc Hoa một chuyến. Cho nên có một số việc muốn thương lượng. À, ta tới đã xong ở sông tù ý. Hả? À, là chuyện này sao? Không thì thế nào? Cô vừa rồi nói cái gì song song cơ? À không, à, không có gì. Sư phụ à, đồ nhì đã nói qua, ngài có thể tìm sư nương nhưng không có nói. Nói tiếng nào liền mang người về nhà lại thì quá mức rồi đó. Người hồ nhất gì đó, cẩn thận đánh mông người bây giờ. Bà Trần Nhân, lần này Địa Kinh Tông hành vi quá phức, má mức bị gì? Cho nên ta cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Thất Nhi vừa mà nói cái gì cơ, ông muốn tìm sự nương, ông sự nương gì cơ? Tên chứ Trần Nhân, đây là... Kiếm này tên là Hàng Trúc, ta đem băng sơn ngọc trúc đưa, cô đưa cho ta luyện chế thành. Tuy rằng thủ tính có hơi tạp nham, nhưng tuyệt đối là thích hợp với vệ thẩm. Đặc tính của nó là rút vào linh lực càng nhiều thì kiếm khí sẽ càng mạnh. Linh khí này là huyền cấp trung phẩm pháp bảo ư? Vệ thẩm bây giờ cầm thanh kiếm này là xác thực có chút nguy hiểm. Nhưng ta có thể bỏ thêm vào phòng ấn, chỉ cần không toàn lực thúc giục pháp bảo thì sẽ không bị người khác phát hiện ra phạm dài. Cái này quá quý trọng, ta không thể nhận. Tông chủ à, chúng ta cũng mới chỉ là huyền cấp trung phẩm pháp bảo mà thôi. Vệ thẩm cùng Thất Nhi Hoàng hồi ra tốt, pháp bảo này cũng có thể bảo mệnh lúc nguy cấp. Cô liền thầy còn bé nhận lấy đi. Vậy ta liền thấy nàng cảm kích tạm thích Trần Nhân. À đúng rồi, vừa nãy cô có nói lần này địa hình tông làm việc không có đơn giản. Nói như Địa Kình Tông thật là có điều làm mờ ám thì thẩm chức Trần Nhân đối với ta tốt như vậy, ta nhất định phải bảo đáp hắn. Nhưng mà thẩm chức Trần Nhân cái gì cũng không thiếu, tu vi lại cao, pháp bảo thì cũng nhiều. Không biết thẩm thích Trần Nhân nghĩ thế nào về ta, nói như hắn nhìn trúng ta mà nói. À, tuyệt đối sẽ không rầm rộ ra sẽ như thế nào, hơn nữa còn bị bắt lấy. Lần này hai người chúng ta đi Ngọc Hoa Tông, không thể cứ thế mà trực tiếp đi qua. Bà Đại Hồ, ngươi liền hoàng mình chính đã đi trước, còn ta sẽ ẩn nấp tiểu sầu, hai chúng ta trong túi ngồi sáng phối hợp, dù gặp chuyện gì cũng có thể ứng đối được. Bà Đại Hồ à, có thấy ý kiến này thế nào? Hả? Ủa? Này nói giờ cái gì? Cái gì chờ? Cái gì mà trong túi ngồi sáng chưa? Ta cảm thấy ở trong túi là được rồi. Hả? Còn nghe ta nói không gì trời? Cái gì? Trong túi thì làm sao mà đủ? Nhưng mà ta thể lực không đủ. Hơn nữa lúc trước cũng chưa từng trải qua, nghe nói lần đầu đã rất đầu. Cái gì? Người tu tiên trong đầu nghĩ cái quái gì vậy? Ta đã hiểu rồi, ta nhất định sẽ chuẩn bị tốt tâm lý. Thì giờ đã, cô đã rõ ràng, rõ hẳn đi chứ. Ai body lát nữa đưa cho nàng, ta một phần có một chi tiết vậy. Mệt nhiễm Trần Nhân này, nhìn thì tưởng thanh thuần hiền lành, không ngờ cũng là cao thủ tán trại, xem ra phải chú ý nhiều một chút rồi. Sư phụ lần này đi loại địa phương như Ngọc Hoa Tông, luôn cảm thấy không yên tâm. Mà hiện giờ cảnh giới của ta còn thấp, đi theo cũng chỉ là kéo chân sư phụ, khẳng định sẽ không mang theo ta. Vạn nhất phải sư phụ ngàn không nổi sắc đẹp dụ hoặc, liền cùng người ta song tu, hồi ta liền không có hy vọng nữa rồi. À, lá gan của người càng lúc càng lớn ha. Thế mà lại còn dám tới nghe trộm. Ý? Sư phụ, lúc ta không ở thì người có phải là tu luyện già tốt, hơn nữa còn phải quen thuộc về pháp bảo nữa. Dân sư phụ, thường đến tiền môn đại kiếp nạn võ trong tiểu thuyết, ta cũng không có biết chi tiết, cho nên giờ chỉ có thể căn cứ kết quả mà tiến hành phỏng đoán.
Giờ thầy nghiền bạn kết cục, thì lúc thất nhi ra ngoài trở lại tông môn, thì cả tông môn đó là một mảnh nghèo túng. Tông chủ thì trọng thường, đám trưởng lão thì người chết người bị thương. Mặt thấy cả tông môn to lớn, liền phải đi hướng tiêu vong. Mà ta trong tình huống hỗn loạn như vậy, đối với tiểu thất nhi nổi lên sát tâm, hết thảy đã bắt đầu từ lúc sứ giả đi Ngọc Hòa Tông cùng đồng minh định. Bất quá hiện tại đã có nhiều chi tiết không giống nữa. Ý hả? Thông linh ngọc kiếm, ngươi chết rồi à? Làm sao lại không chịu trả lời ta? Mò, ngươi muốn cãi lộn có đúng không? Hòa ra lúc trước nàng ta, ta cho nàng ta ăn bự quá nhiều. Chả bữa sáng ngủ ngồi người có ở đó không? Người đâu rồi? Làm sao lại không chịu trả lời ta? Đăng nhập tin tức. Người thế mà lại không trả lời. Xin lỗi tâm, bế quan 3 tháng niệm khí. Là ta đã hiểu lầm người rồi, ngươi đừng có tức giận nha. Là như vậy sao? Xin lỗi. Kể thơ thì ngươi cũng không còn bị trả lời nhiều đâu. Mỗi lần chỉ cần nhắc là được rồi. Chỉ cần ngươi nói với ta liền thấy vui rồi. Cái gì? Gì chơi thôi mà cũng có liêm cẩu quá. Cái tên cặn bã tấm thích này sẽ không tức giận đi hả? Ta chỉ hơi hung ác một chút thôi, không đến mức tức giận đâu nha. Ngươi đừng có mà tức giận chứ. Thưa chủ ngài vì sao không trực tiếp cùng thẩm thích trần nhật thắng thẳng thắn nhận nhau hả? Ngươi biết cái gì chứ? Hiểu lầm lúc trước quá lớn, ta còn chưa biết làm sao đối mặt với hắn đây. Đang giờ có nghĩa tới cảnh ngọc vù rồng cùng với cái vị thiên đạo hữu thiền thiết, ta liền sinh khí à. Hôm nay ngươi có phải là không vui cho nên không muốn trả lời ta? Làm sao vậy? Ta sẽ nói chuyện gì? Còn vì gì? Ta còn có hẹn với một vị tiền tử đi ra ngoài thám dò bị cảnh, tạm thời không liên lạc. Tức chết người luôn. Bị cảnh như vậy có nguy hiểm không? Nói đi cùng với tiên tử mà cũng không tức giận. Cái đồ liêm cấu. Không có việc gì, cũng không nguy hiểm. Vậy ngươi cẩn thận nha, có bất kỳ vấn đề gì thì lập tức nhắn cho ta biết. Tiểu lạc, đem toàn bộ tin tức của các bí cảnh phụ cận thượng đỉnh tiền tông mang lại đây. Ta muốn xem cái đồ đệ tiếng nào lại giống câu dẫn nằm nhận của ta. Thì chủ thẩm thích trần nhận không phải đã nói là cùng ngài đoạn tiền quá hồi rồi sao? Vậy chúng ta chỉ là cãi nhau thôi, tạm thời chưa có chia tay, hiểu chưa? Được rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, bệnh nhiễm trần nhận. Hôm nay có mặt trang phục xứng đáng là một tiếng bà tiên tử. Vậy thẩm thích trần nhận có thích hay không? Đương nhiên là thích rồi, đi thôi, không nên tới muộn. Tập 23. Tại Thanh Châu Vực, Vạn Lý Vân Vũ Sơn. Vạn Lý Vân Vũ Sơn trung tâm do sư phụ Tỳ Môn đắp Vân Tiên Tông trấn thủ. Mà khu vực bên cạnh là bởi vì quá xa xôi nên các môn phái tranh đấu rất kịch liệt, chỉ tông môn lớn nhỏ bị hủy diệt là chuyện bình thường. Giống như là Ngọc Hòa Tông, Đông Minh Đình cũng thường định Tiên Tông kết thành liên minh yêu ớt cũng là chuyện ngày thường. Mà Ngọc Hòa Tông, Đông Minh Đình thường đỉnh Tiên Tông ở lúc mọi người gặp bất lợi liền sẽ hình thành đoàn thể lợi ích cộng đồng chống đỡ khó khăn. Đại kình tông gần nhất thì nhanh chóng quật khởi, nguyên nhờ do tông môn này có được một loại đặc thù thủ pháp luyện khí, có thể sản xuất lượng lớn linh khí cấp bậc pháp bảo. Ở dưới tình huống người người đều trang bị linh cấp pháp bảo, đơn đấu sát thực là có lợi thế không ít. Thủ đoạn như vậy không dẫn tới sự chú ý của các thế lực lớn hay sao? Đương nhiên biết rồi. Tin tức vừa rồi ta nói cho các cụ đều là những thứ người người đều biết. Thẩm thích trần nhân trên mặt thì mang là theo lụi pháp bảo đặc thù gì đó sao? Cái đó thẩm thích trần nhân ngài làm sao biết chuyện này? Đừng hỏi. Xin lỗi. Sản xuất lượng lớn linh bảo còn lượng lớn tài lực trong đỡ. Đại tông môn thì trưởng mắt, tiểu tông môn thì không có thực lực, đấy mới là bản chất của vấn đề. Cho nên địa kinh tông môn mới có thể kết tướng nhanh như vậy.
Bọn họ là lấy chiến trường ở chiến dưỡng chiến, cho nên bọn họ tuyệt đối là không. Đồng thời đã tụ quá nhiều đối thủ, chuyện này chúng ta có tỷ lệ rất lớn bị bọn họ chặn được. Địa Cần Tông Môn sẽ không cho phép chúng ta liên lạc với Ngọc Hòa Tông. Tâm tích chân nhân ẩn tàng quá sâu, cơ hồ đều đã lừa gạt được mọi người. Hí nộ phố thượng, táo bạo dở giận đều là biểu hiện giả. Chân chính thẩm thích trần nhận bình tĩnh, cơ trí đến dọa người, cũng là khiến cho người khác cảm thấy cực kỳ an toàn. Hết thấy đều giao cho cô chỉ còn phụ trách đi đồng hướng tới Ngọc Hòa Tông là đủ rồi. Quả nhiên là có mai phục là ba gã kim đan trung kỳ. Tỷ trúc cùng của ta liên mạnh ở linh lực kéo dài, bọn họ đuổi không kịp ta. Bất nhiên quả nhiên vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Ba tên kim đạn trung kỳ hoàn toàn không có ý tứ gia tộc, nói rõ là muốn tiêu hào và nhiễm linh lực. Phía trước mới có đoàn sát thủ chân chính, lúc này quay đầu đánh bại mấy cái tên truy đuổi mới là chiến thuật hợp lý. Kim đạn hậu kỳ. Ôi, kim đan đại viên mãn. Ta hoàn toàn không phải là địa thủ, hy vọng có thể khiến cho hắn lưỡng bại câu thương. Chết. Người không có cơ hội đâu. Tế Diệp. Phi kiếm tự hòa bị thứ gì đó cản trở. Tên kim đan đại viên mãn kia cũng không có bị thua, hiện giờ thì đã không còn nhiều linh lực rồi, chỉ có thể lại thi triển một lần bí pháp giúp khôi phục linh lực. Tuy rằng cảnh giới sẽ bị ngã xuống kim đan trung kỳ, hơn nữa căn cơ cũng sẽ bị hao tổn, nhưng đã không còn bí pháp nào khác rồi. Thế mà dùng một kiếm liền có thể đánh tàn linh lực của ta trên thần kiếm. Hơn nữa hắn còn có thể điều khiển sông kiếm. Kế này cũng là kim đan đại viên mãn. Ta không nhất định là đối thủ. Cô mau đi Ngọc Hoa Tông cứ gọi viện binh. Ta là thượng đỉnh tiền lâm tông linh trúc phong, phong chữa bệnh nhiễm. Thánh chứ vì tiền tử mau đi cứu người. Chúng ta trên đường tới gặp phải địa kình của tàu mai phục. Thẩm thích chừng nhận vì mộ tà đá ở lại bám trụ với địa kình tông tu sĩ. Mau đỡ bạch nhiễm chừng nhận đi nghỉ ngơi đi. Dân La City à, chúng ta đi cứu thẩm thích chừng nhận sao? À không, chúng ta đi về xin chỉ thị của môn chủ trước. Được rồi, ta biết rồi. Người lui ra đi. Làm sao bây giờ? Xem ra lời đồn là sự thật. Tông chủ đã sớm cùng với Địa Cần Tông đạt thành giao dịch rồi. Thơm thích chừng nhận, hy vọng người có thể trốn qua được một kiếp này. Người của Địa Cần Tông. Khách trường lão, thứ lỗi, ta không có tiếp đón từ xa. Thơm thích đã bị ta giết, cả trốn thoát đi đâu rồi? Nàng ta đã bị chúng ta bắt lấy, hiện giờ đang tạm giam giữ trong địa lao. Tốt, vậy mang nàng ta ra đi. Công pháp nàng ta tu luyện rất đặc thù, nó khiến ta cảm thấy đặc hứng thú. Thực là một tên tuồng cuồng tu luyện. Ta thiên kiều bá mị như vậy, người không nhìn lại một cái, ngược lại lại nhớ tới một kim đan tu sĩ công pháp. Kha trường lão, tự lực cường hãn còn cách Nguyên Anh chỉ còn một bước, công pháp kia không giúp núi ngài đột phá. Người ta có thể giúp người, chỉ còn khách trường lão phối hợp, bảo đảm trong vòng 70 ngày, người sẽ tấn thăng như anh kỳ. Không còn. Ta mới ngồi đào chỉ tổ tổn hại càng cơ. Người lập tức đem bạch nhị mà ra. Bạn không thì đừng trách đi kinh tông ta, không để tâm tới tình cảm.
Người đếm người mà tới. Dừng. Thẩm thích chuyện nhân đâu? Hắn đã bị ta giết rồi. Ta thấy ngươi có một môn công pháp không tồi. Nếu ngươi chịu nói ra, ta bảo đảm ngươi còn sống. Ngươi nằm mơ. Dù ta có chết cũng không nói cho ngươi một chữ. Cái đó không phải là do ngươi quyết định. Ngươi ta liền mà đi tiếp theo. Cứ theo kế hoạch mà hành động, ngươi hiểu chưa? Đi theo hắn. Dường tôn chủ. Hắn muốn mang bạch nhiệm trần nhận đi nơi nào? Tạm thích nhận thứ sự đã chết sao? Ít nhất ta cũng phải tìm cách cứu bạch trần nhận ra. Ta khuyên người vẫn là ngó ngọn vào ra. Ta không phải là người biết thương hoa tức ngọc đâu. Người nằm mơ. Ngươi còn rất kiên cường. Nhưng mà phiến tiên vực này sớm muộn gì cũng là địa cành tông ta. Tượng tiên tiên tông là cái thứ nhất. Tiếp theo chính là Ngọc Hòa tông của Đồng Minh Định. Cái đám ngô sưởng kia còn cho rằng đại kinh tông ta thực sự chỉ hợp tác cùng. Âm hiểm à. Địa kinh tông các người làm như chuyện bất nghĩa nhất định sẽ bị trời phạt. Bệnh nhiễm trần nhân quả nhiên là thanh thuần dịu dàng. Tới mắng chửi người cũng đã văn nhã như vậy. Ngay cả ta cũng đối với người nổi lên chút khẩn tử tình đấy. Không nghĩ tới địa kinh tông lại có loại tính toán này. Phải mau chóng báo cho tông chủ. Xem ra người kia đã đi mật báo rồi. Ba chân nhân. Dầm tạc mở bùa ba chân nhân ra. Cô tiêu hao quá nhiều. Ta lập tức giúp cô chữa trị thương. Sao lại là cô? Thẩm thích. Còn nghĩ tới giám thị không chỉ có một người. Ta thế mà chưa từng phát hiện tuyệt đối không thể nào để cho nàng ta sống sót rời đi. Ôi thẩm thích. Ý. Ngươi không chết quá tốt rồi. Hóa ra ngươi không có chết. À xin lỗi. Tuy rằng vừa rồi có tính toán có bạch nhiễm. Hẳn là không có thông đồng cùng với địa kinh tông. Nhưng ta cũng không thể để cho cô rời đi. Nè, rốt cuộc là có chuyện gì? Lời nói vừa rồi ta cố ý làm cho người theo dõi ta nghe thấy. Tin tưởng Ngọc Hòa tông chủ sau khi biết được sẽ lập tức tiêu diệt toàn bộ địa kinh tông tu sĩ ẩn nấp ở trong Ngọc Hòa tông. Sau đó sẽ cùng thượng đỉnh tiền tông liên hệ một lần nữa tiến hành liên thủ. Lấy cổ tông chủ gì đó, nhiều nhất là 2 canh giờ liền làm xong. Cho nên, trong khoảng thời gian này liền ý khuất cho cô lâu lại nơi này. Tên thích chân nhân nói giỡn. Thành, một chút cũng không cảm thấy ý khuất. Cây này... Không khí thật là xấu hổ, 2 canh giờ cũng quá dài rồi đi. Tuy rằng hai bên đều là mỹ nữ, nhưng mà đâu có sợ muốn được cái gì đâu. Cố tông chủ, người làm việc nhanh một chút chứ. Ba chân nhân. Ta xem ra thời gian không sai biệt lắm ha. Chúng ta đi gặp cố tông chủ đi. Cô một tên Kha Tam Niên để ta tự mình đi thu thập. Tông chủ không cần phải đi tìm hắn. Kha Tam Niên đã sắp chết rồi. Hiện tại trơ cốt thì có thể dùng để bón phân được rồi. Thẩm thích. Lập tức Niên đón được thân phận của ta. Cô tông chủ quả nhiên thông tuệ hơn người. Tốt một cái thông tuệ sơn hơn người. Xem ra ta đã hoàn toàn trúng vào kế hoạch của hắn. Người thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, không sợ ta đổi ý ư? Cố tông chủ, những người này đều là địa kình tông tối nhị. Tổn thất nhiều như vậy, ta không cảm thấy địa kình tông sẽ tha thứ cho người. Nhưng mà so sánh với thượng đỉnh tiền tông, thì ta cảm thấy đối mặt với địa kình tông lưỡi dẫn càng nguy hiểm hơn. Không xong, tông chủ núi lên sát tâm rồi.
ba cái kim đan kỳ chúng ta hợp lại cũng không thể nào đối phó được với Nguyên Anh sơ kỳ. Có phải không vậy? Đi. Hóa thần đạo tôn. Đi. Đây là chuyện gì? Vì sao hóa thần đạo tôn lại muốn lấp lại lỗi địa phương như là thượng đỉnh tiền tông? Dù là phóng nhãn cả thiện phiến thiên vực này, hắn cũng là cường giả số 1 số 2. Hiện tại ngươi đã hiểu rồi chưa? Tí võ ngươi bảo thủ bí mật này. Đạo hữu, không biết đạo hữu có phân phó gì. Tiêu tử nhất định sẽ làm thà tuyệt đối không nói hai lời. Cô tổng chủ làm sao gì? Đột nhiên lại nghe lời rồi. Thật ra là bị ta dọa cho ông ván rồi. Biểu hiện như vậy chẳng phải nói cho người khác là ta có vấn đề. Cô tâm chịu nói đùa. Tám mũ làm sao có tư cách ra lệnh? Ngọc Hòa Tông quyết định vẫn ở trong tay ngài. Tên ta từ trước đến giờ cùng thượng đỉnh tiền tông là minh hữu. Lúc trước đáp ứng địa hình tông cũng là để thăm dò dụng ý của bọn họ mà thôi. Thì ra là như thế. Cố tông chủ quả nhiên là tâm tư kín đáo. Tam mẫu cũng đã nhìn ra cố tông chủ có ý đồ nên mới cùng cố tông chủ diễn một trận. Là gì có. Vẫn là thăm đạo hữu một trí. Cầu thầm can đảm cẩn trọng anh tuấn tiêu sái. Tông chủ, từ khi nào lại biết nên nói người khác rồi? Ngược tờ nào nhỏ ở trong truyền thuyết lại đây ư? Nếu như cố tông chủ đã có tính toán, vậy thì chiến mổ chuyến này thăm mổ coi như đã đạt mục đích rồi. Đạo hữu đi thông thả. Là tiên tử, hai người chúng ta liền cả từ trước. Thần thế chân nhân, từ khi từ biệt trên tiên mầm đại hội, ta đã tưởng niệm ngài rất lâu. Hôm nay rốt cuộc cũng có thể cùng ngài tư ngộ. Chân nhân tự là không thể lưu lại như thế một ngày sau. Nhất dịp phù bình quy đại hải, nhân sinh hà xứ bất tương phụng. Nếu như có duyên thì chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại. Tập 25. Nhất dịp phù bình quy đại hải, nhân sinh hà xứ bất tương phụng. Tạm thế chân nhân, câu thơ kia là ngài viết. Không phải. Đúng rồi, tạm thế chân nhân à. Ngài cùng cố tông chủ từ lúc nào thì bắt đầu liên lạc rồi? Thế mà lại hợp mưu diễn một vở kịch như vậy. Tạm thế chân nhân à, vì sao lại thở dài? Không có gì, chỉ là cảm thấy đáng yêu, đơn thuần như bạch liên tiên tử. Thật là không có nhiều. Ta làm gì có đơn thuần, đơn giản là cảm thấy mọi thứ quá trùng hợp mà thôi. Không đơn thuần. Vậy thì là rất có kinh nghiệm rồi. Ngài nói bậy gì đó. Quả nhiên không phải là ta không chịu nổi, mà là đám đồ đệ này thực sự quá bình thai. Thần thức chân nhân cùng với bạch nhiễm chân nhân đã trở lại rồi. Đã phát sinh chuyện gì sao? Thần thức chân nhân đã xảy ra đại sự rồi. Đại trưởng lão Ngọc Bài đã vỡ nát. Đại trưởng lão thân thì vẫn... Nếu như cùng có tâm thích, ta chỉ sợ là không có cách nào trở lại. Thượng đỉnh tiền tông có hai vị kim đan đại viên mãn cao thủ, một là đại trưởng lão, một là tâm thích. Hiện tại giờ đại trưởng lão thân vẫn thực lực một phái liên giảm đi không ít. Tâm thích chân nhân, bạch nhiễm chân nhân, các người an toàn trở về liền tốt rồi. Dọc đường đi có gặp phải nguy hiểm gì không? Chúng ta gặp phải tu sĩ địa kinh tông tập kích. May mắn có thần thức chân nhân bảo hộ ta mới có thể trở về an toàn. Quả nhiên cũng là địa kình tộc. Cái đám đang chết này, nên thần mình công các người thế bất lượng tập. Cả đồng minh kình cũng muốn đóng Ngọc Hòa Tông nữa. Ngọc Hòa Tông chủ toàn lực duy trì thân đến tiền tông chúng ta. Có nên nói như vậy thì các người đi rồi ta mới thu được tình báo. Ngọc Hòa Tông đã cùng địa kình tông cầu kết. Ta phái người đi tra được, gọi các người trở về đã không còn kịp nữa. Cô tông chủ còn tự mình giết hết địa kình tông tinh nhuệ,
nửa tỷ đều nghe thầy chúng ta an bài. Nhất là thành thích dần dần dùng thủ đoạn gì thì mới có thể ổn định Ngọc Hòa Tông. Hai người lần này đã lập đời đại công. Các người muốn pháp bảo đang dược nên hay nên mổ liền trực tiếp giấu, trực tiếp làm chủ phần phối cho hai người. Tâm chủ à, lần này chủ yếu là thẩm thích trần nhân xuất lực cơ hội của ta, cũng lưu lại cho thẩm thích trần nhân đi. Ta cũng không muốn cái gì, nếu như có thể thì tâm chủ cho ta mở tàng thư các đi, gần nhất thì ta muốn học thờ một ý thuật pháp. Tàng thư các à, nếu cái căn nhà nhỏ chứa trên dưới 100 quyển sách kia được gọi là tàng thư các mà nói, thì bên trên đều là linh cấp hạ phẩm thuật pháp, chỉ để cho trúc cơ đệ tử dùng để đặt nền móng. Người vốn dĩ có thể tùy tiện đi vào, không cần, không coi là vận thưởng được. Đúng rồi, vừa mới cùng sơn môn đệ tử trò chuyện, cái vị đệ tử thân truyền của sư huynh đã trở lại cơ duyên xảo hợp phát hiện một chỗ di tích, đạt được một cơ ít duyên đã kết đàn. Câu chuyện lại phát nhãn nhanh hơn rồi. Tưởng đến tiền tổng tôn chủ đợi cứ tiếp thế mà lại trở lại à? Nên yên yến, nên thần, mình thần truyền đệ tử. 3 năm luyện khí, 3 năm trúc cơ. Chỉ mất 6 năm liền hoàn thành tục luyện căn bản. Vì ngưng tụ kiềm đàn mà ra ngồi tìm kiếm cơ duyên. Mà nên yên yến là trở thành tông chủ thượng định tiền tổng sau khi nên thần mình ở trong đại ký tự vọng. Đồng thời cung cấp vai chính, mang đến một số cơ duyên. Ở trong cốc mà di tích là tìm được một cổ Nguyễn Anh kỳ bạch cổ cổ lợi. Về sau cũng nhiều lần giúp cho vợ chính thoát ly hiểm cảnh đấy chứ. Nhưng mà hiện tại nó như tiểu thất nhì vẫn lên lỗi ở khí kỳ tiểu lộ ly. Và nhanh chóng nghĩ cách giúp nàng ta thắng tiếng tu vi đã đuổi kịp theo cái cơ duyên này mới được. Lần này chúng ta cùng Ngọc Hòa Tông kết minh, mà Địa Tịnh Tông cùng với Đông Minh Kình cầu kết. Trong khoảng thời gian ngắn, cả nàng là không bùng nổ đại chiến lớn. Ta cảm thấy chúng ta nên thừa dịp hiện tại nắm chắc thời gian triển khai một lần thực chiến rèn luyện, nhanh chóng tăng lên năng lực thực chiến cho các đệ tử. Hiện tại là 2 đối 2, lấy được từ chiến đấu cũng trở nên đặc biệt quan trọng. Người có ý tưởng gì sau? Khô đàn chịu trạch, nơi đó có rất nhiều yêu thú, đặc biệt là xà ngư. Loại yêu thú này thực lực mạnh nhất là trúc cơ kỳ, chỉ cần có đệ tử kết thành tiểu đội có thể ứng phó được. Mà kim đăng kỳ yêu thú liền do các trưởng lão đồng hành tới đối phó. Vậy liền định ra 7 ngày sau bắt đầu. Ta giờ sẽ phải đi mấy vị kim đan trưởng lão đi điều tra khô đàn chịu trạch. Thẩm thích trần nhân, bá nhiễm trần nhân, các ngươi lần này đã vất vả rồi, liền đi trước nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau bạch nhị phong, mấy ngày sau tổng môn đã thiết luyện sẽ bắt đầu. Đoạn thời gian này sẽ yêu cầu các người tận lực tăng thực lực. Ta mỗi ngày buổi sáng đều sẽ cho các người giảng đạo, hy vọng các người đều có thể nhắm chắc cái cơ hội này. Dần sư phụ đã biết sư phụ. Tuy rằng không biết giảng đạo là làm cái quái gì, nhưng mà trong tiểu thuyết đi chỉ viết mỗi chữ giảng đạo xong thôi, nghe thì có vẻ rất cao thầm cao thượng. Bất quá thì đối với ta mà nói thì chẳng qua chỉ đều là chém gió. Cái đó ta nên nói cái gì mới tốt đi ha? Ý? Hồi trí thức gia tăng rồi. Hả? Cái đệ tử hả? Đừng có làm lố như vậy chứ. Ôi, ta còn chưa bắt đầu mà các người cả đám đều tiến vào trạng thái ngũ đạo rồi. Tiền đạo cũng quá mạnh rồi đi. Sư phụ thật tuyệt vời, ta dần dần thông minh ra một chút rồi. Không có đâu, ngược lại đó, những như là tin đồn vậy. Nếu như bộ họ đều ra trực tiếp, nhờ tới giai đoạn hấp thụ linh lực tăng lên, thực lực ta đều liền giúp cho bộ họ ngưng tụ ra một chút thiên địa linh khí đi. Ôi, cái hiệu quả này. Tổ linh trận pháp bị đạo vận ta chọc lấy tới cải tiến. Vậy nếu như ta dùng đạo vận sửa đổi những thuật pháp cấp thấp kia thì sao đây? Thứ một lần hóa cầu thuật, lấy từ tàn thư các xem sao. Dùng kim đăng linh lực bất chức hóa thuộc tính linh lực. Trong đó, phóng thích hóa cầu thuật vẫn là cực kỳ đơn giản. Ôi, thật là yếu. Bất quá thì cũng là bình thường. Dù sao thì hóa thuộc tính cơ hồ vẫn là thuộc tính tương khắc với ta.
Hiện tại liền gió nhập thơm đào vọng vào. Wow! Lại thêm một chút nữa xem sao. Wow! Ôi xong rồi, xong rồi. Làm nó tăng lên tới mức lợi hại như vậy, nếu như ta buông lóng tay một chút thôi, để cho nó rơi xuống thì nhị bạch phong đỉnh núi cũng như là không còn. Ta không có hỏa thuộc tính linh lực, vô pháp hấp thu lại linh lực, phải mau chóng tìm chỗ nào đem đi, bằng không thì ta chỉ có thể nâng nó liên tục à. Vấn đề bây giờ là ném đi chỗ nào đây, mặc cờ đi, ném cái chỗ nào đều sẽ biến chỗ đó thành bình địa. Dùng tàn loan điệp trưởng đèm hóa cầu này vây lại đi. Không được rồi, nếu như ta không thì cũng chết rằng chết tàn toàn diệp trưởng và tàn một chút đào vòn vậy. Xem ra đào vòn giống như là dầu, còn thuộc pháp là lửa. Dầu càng nhiều thì lửa sẽ càng mạnh. Ý tưởng dùng đạo vận tăng cấp pháp thuật lại là không dùng được rồi. Bật quả cũng coi như là có chỗ phát hiện ra. Nếu như ta đập lăn trảm tăng thêm đạo vận, chỉ sợ là liên hóa thần đạo tù cũng không ngăn được. Mở đây cảnh giới mạnh nhất cũng chỉ là hóa thần mà thôi. Mà ta hiện tại lại hoàn toàn có thể tiếp tục ở kim đàn kỳ cấu thả. đi nhìn xem cái đám đệ tử tu luyện thế nào rồi. Ôi ta, ta đây là đột phá luyện khí kỳ tầng 7 rồi. Ở tầng 6 2 năm, ta rốt cuộc cũng đã đột phá. Hiền Ngọc à, ngươi làm không tội. Tiến tục về sau, trên con đường tu luyện ngươi sẽ càng ngày càng vững vàng. Sư phụ. Hiền Ngọc cảm tạ sư phụ. Ta đã nói rồi, ta không muốn nhìn thấy người quỳ lấy ta như vậy nữa. Cái giá người này, nếu mà từ phía sau nhìn tới. Sư phụ à, ta cảm nhận được cơ hội đột phá rồi. Đêm nay có lẽ là có thể đột phá tới luyện khí tầng 6. Không tuổi, không tuổi. Sau khi cảnh giới tăng lên, chính là quá trình tu luyện hấp thụ linh lực. Vì sự nơi này có cái bào bối, ngươi có thể lấy để dùng mà tu luyện. Dùng linh lực dẫn đường hỏa linh lực ở bên trong hút ra là được rồi. Đây là... Cảm ơn sư phụ ạ, sư phụ là tốt nhất với ta. Sư phụ quả nhiên có trọng tiểu sư muội hơn những người khác rồi. Giống như cái chút không công bằng vậy. Phải cho cái đám đồ đệ này chút gì mà được. Sư phụ à, ta cũng muốn. Ôi vậy. Hả, làm sao lại nhảy lên cao như vậy? Vô lên, ngươi còn phải học tập cách khống chế linh lực đấy. Sư phụ à, ngài gì máu? Đúng rồi sư phụ à, nếu như sư phụ thích thì nghiệt ly cũng có thể. Ôi, tên này thì ai chịu nói? Nghe nói trần nhân chỉ cho đệ tử giảng đạo, cho nên ta muốn cho vợ thẩm tới kia một chút. Hiện tại giống như là không quá tiện, ta đi trước. Ai hiểu lầm, hiểu lầm, đâu là hiểu lầm. Cầu xin cô để vệ thẩm lâu lại đi. Lập tức liền tới tàu môn thí luyện, khen thưởng đã công bố. Hạng nhất thí luyện khen thưởng một kiện linh khí cấp thượng phẩm pha bảo tôm 3 mọi người. Một kiện phẩm A cấp pháp bảo tôm 5, một viên tàu khi đàn. Top 10 thì mỗi người 100 linh thạch. Tàu môn lần này thật là chịu bỏ vốn mà. Không lục vào top 10 thì cũng có thể đem được dược thảo cùng với nội đàn thành đổi thành linh thạch. Đây là cơ hội hiếm có cho toàn bộ các đệ tử rồi. Bật quá thì cái quy tắc phụ này là chuyện gì vậy? Nếu có người phát hiện ra xa ngư ở sườn trăm năm, được thưởng thì một lần thám thích trực nhật giảng đạo một đối một rồi. Cái gì? Ngươi muốn tự mình hạ tràng tham gia thí luyện? Giờ đệ tử cũng muốn, cũng là tầng môn nội môn đệ tử, tự nhiên là cũng muốn tham gia. Nhưng ngươi đã là kim đan kỳ rồi, không còn là đệ tử bình thường. Sư phụ, lần này đối với đệ tử rất quan trọng, thì ngài không cần hỏi thơm. Được rồi, ta giờ liền đi ghi danh cho ngươi.
Sư phụ, Yên Yến làm sao nữa? Không có việc gì sư phụ ạ. Yên Yến xin phép cáo lui trước. Tạm thời vẫn không nói ra được. Dù sao thì được, thượng đỉnh tiền tông cũng là lâm tâm huyết cả đời của sư phụ. Về sau lại tìm cơ hội vậy, trước tìm hoàn thành nhiệm vụ chủ nhận giao cho rồi tính. Bật quả cũng không thể tranh đoạt thứ hạng, bằng không sẽ lãng phí một phèn cố tâm tính toán của sư phụ. Vì nghĩ cách để cho những đệ tử khác biết ta lần này tham gia không phải là việc tranh đoạt hạng nhất. 7 ngày sau, lần này thời gian thí luyện sẽ là nửa tháng. Hiện tại các đệ tử đi theo chính mình, sư trưởng tới nhận linh bài. Linh bài có công năng cao cấp khẩn cấp, sau khi đệ tử bóp nát linh bài sẽ được cố trường lão lập tức chạy tới. Màu nhìn bên kia kìa, tức là đẹp mà, vị tiên tử này là ai vậy? Ôi là Yến sư tỷ, tự nhiên tiên tử trì tư trác việc rồi. Dù sao thì nàng ta cũng là đệ tử thân truyền của tông chủ. Tông chủ thân truyền chính là vị thiên tài trong truyền thuyết 3 năm luyện khí, 3 năm trúc cơ kia. Không nghĩ tới Yến sư tỷ đã rèn luyện trở về, chẳng lẽ nàng đã đạt tới đột phá tới kim đăng kỳ ư? Kim đăng kỳ. Ninh Yến Yến thiên tài đời sư tỷ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sát phạt việc đốn, tính cách thì nghị thẳng, có thể vượt cấp chiến đấu. Lần đầu xuất hiện trong truyện đã là kim đan trung kỳ, nhưng hiện tại giống như là còn là kim đan sơ kỳ. Sau này nàng mời tiểu thất đi cốt mà gì thích, ở đó thì bị tiểu thất anh hùng cỡ mỹ nhân, từ đấy thì hoàn toàn luân hãm. Bởi vì bản thân thiên phú cường đại cho nên vẫn luôn trợ giúp vài chính trên con đường tu luyện. Nhưng vấn đề hiện tại là nhân vật này xuất hiện quá sớm. Hơn nữa tiểu thất bây giờ đã trở thành tiểu thất nhi rồi. Ai body body, anh nữ nữ cũng là tình yêu cả. Tập 26. Cái gì? Yến Yến sư tỷ cũng muốn tham gia thí luyện ư? Ông trời ơi, Yến sư tỷ không phải đã là kim đăng kỳ rồi sao? Làm sao lại cũng muốn tham gia thí luyện? Chúng ta còn tranh để nhất làm cái gì nữa? Yến Yến sư tỷ, như thế nào lại đi tới chỗ Nhi Bạch Phong? Yến Yến bái kiến tham thích trần nhận. Không cần phải đa lễ như vậy. Người ta đều là kim đan cả. Tận lực lấy lại ân tình tốt, dù sao nàng ta cũng vậy là cũng là nữ nhân của vài chính. Quan hệ tốt thì tí đó cũng sai. Hồng y phiêu giật, dung mạo vô song, dáng người thức tạ, lực cạnh tranh rất mạnh. Đệ sư tỷ hôm nay giống như là có việc khác cần phải giải quyết trước hơn. Tỷ sư mời nó rất đúng, chỉ như Bạch Phòng chúng ta còn chưa tới phiền người ngoài chén chân vào. Tiểu thất nhi cùng với Đông Nguyệt Ly làm sao vậy ta? Tự nhiên lại lầm lấy đối với vị thiên kiều này có thù địch lớn như vậy. Như thế này là không được rồi, phải để cho Tiểu thất nhi cùng với Yến Yến đánh tốt quan hệ, bằng không số này đi đâu mà tìm cốt mà gì tới đây. Một món nhìn xem Yến như sự tỷ cùng thánh thích chân nhân. Nên Yến Yến này quả nhiên là xinh đẹp tựa như tiền tiền. Thánh thích chân nhân quả nhiên cũng nghe đồn giống nhau, dù nhà bẩm sinh có thể nói là tuy thế vô song. Yến sư tỷ à, sư phụ nhà ta còn lát nữa còn phải muốn theo chúng ta đi lính lên bài nữa, ngươi có chuyện gì thì xin mời nói thẳng. Thật nhị không được vô lễ, ngươi phải cố gắng học tập theo Yến sư tỷ, giờ lâu nhiều tình cảm một chút. Sư phụ thế mà vì nàng ta mà nói ta vô lễ. Thiên kêu cái gì chứ? Vừa nhìn thấy sư phụ liền không khép được cái chân, chỉ sợ là đã ám muốn sư phụ sắc đẹp rồi. Thần thích chân nhân, ý Yến lần này tham gia thí luyện chỉ vì cầu được một nghe ngài giảng đạo, đến lúc đó cầu xin chân nhân không chê. Ôi vừa rồi quá mức thất thần rồi. Ôi ông trời ơi, thật là quá phận. Thần thích chân nhân rõ ràng là người của ta mà. Tầm ta muốn nát bất thùy Yến sư tỷ, đây là đang thổ lộ sao? Người còn không biết xấu hổ mà nói lời đó.
Yến sư tỷ cùng với thẩm thích trần nhận mới thật là trợ sinh một đôi. Tại sao lại như vậy? Ta vốn chỉ muốn cho mọi người biết ta không phải là vị tranh đệ nhất, hơn nữa thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân giao cho. Tuy rằng thiền tự trá tuyệt, anh tuấn tiêu sái, ngọc phụ lầm phòng, nhưng ta cùng ngươi đã có quen chưa? Ngươi là vai chính tình nhân, lại không phải là tình nhân của ta. Cùng với vai chính nữ nhận đều chết rất là nhanh. Ta rất nỗ lực ẩn nấp rồi, ngươi vì sao lại còn muốn hãm hại ta chứ? Chờ đã, khả năng biểu lộ đặt này có chút hiểu lầm à? Ý của ta là... ta chỉ cần nghe ngài giảng đạo là được rồi, chuyện khác ta không đợi bụng, để nhất cái gì đó ta không cần. Ôi, càng thêm trực tiếp rồi. Đúng rồi sư tỷ, người cũng đừng có vội quá tự tin. Cơ hội giảng đạo chưa chắc gì đã là của người, cho nên đừng có nói vẹn toàn như vậy. Hả? Ồ, ý của sư muội là người muốn cùng ta tranh đoạt cái danh ngạch này ư? Ừ. Dù ta có nắm chắc nhưng cũng sẽ không giống như sư tỷ rầu rào khắp nơi. Ôi, cái này không được rồi, ngươi làm sao có thể cùng với chỗ dựa lớn của bản thân nói những lời như vậy chứ? Ta rầu rào quá mức, chẳng lẽ không phải ư? Sư tỷ lớn lên xinh đẹp nhưng hành xử thì không để chút nào. Được, vậy ta liền cùng với sư muội đánh cược một chút, xem ai bắt được trăm năm xà người trước. Nếu như sư tỷ đã quy định quy tắc, vậy thì tiền đặt cược là do ta định ra. Người nào thua thì về sau liền gọi sư phụ ta là chủ nhân. Sư tỷ có dám đánh cược hay không? Cái này liên quan gì tới ta? Ui, what the fuck? Được, ta chấp nhận. Ý? Thả thích chân nhân, Yến Yến xin cáo từ trước. Ôi trời đã... sư phụ đệ tử thật sự là không nhìn nổi, mới cùng nàng ta đánh cược, ngài không cần phải tức giận. Thật nhì à, kỳ thật thì Yến Yến là sư tỷ, là một người tốt. Sư phụ là đồ ngốc, người ta đều bị khi sư phụ như vậy rồi mà ngài vẫn còn giúp người ngồi nói chuyện, ta không để ý tới ngài nữa hả? Ta không có như vậy mà, ta chỉ là hy vọng người được có hiểu lầm nên Yến Yến mà thôi. Sư phụ à, nên Yến Yến kia lớn lên có chút xinh đẹp, nhưng mà nghiệt lì cũng không hiểu vì sao sư phụ lại giúp nàng ta nói chuyện. Huyền Ngọc, ngươi dẫn theo Vũ Linh cùng Tuy Nhi đi lĩnh lên bài đi. Cô đần chiếu trạch nằm thanh vực, thanh châu bát vực. Ở đó rất có nhiều đầm lầy, cô cần và chiếu trạch là một cây hũ lớn nhất ở trong số đó. Bởi vì có yêu thú, xa ngư chim cử cho nên chúng xung quanh rất ít có dấu chân người. Luyện khí kỳ tu sĩ có thể điều động linh lực vào trận để tránh bị đầm lầy nuốt lấy, cũng coi như là có thể di chuyển bình thường. Nhưng nơi này còn có rất nhiều ám chiều, mặt ngoài thì là bùn đất, nhưng phía dưới lại là hồ nước, dù có là tu sĩ cũng khó mà trông thoát được. Mà thông thường phía dưới ám chiều liền là ngư sào hàng ổ, tuy rằng thực lực không thật mạnh nhưng mà có thể khiến cho các đệ tử gặp rất nhiều khó khăn. Đại sư tỷ, lần này chúng ta nhất định về thắng đó, tuyệt đối không thể để cho người ngoài nhúng tay vào việc nhị bạch phòng của chúng ta. Tất nhiên rồi. Bất quá thì khô đang chịu trận nguy hiểm rất mạnh, nhưng mà ta vẫn nên đi gần nhau, đừng có quá phần tám. Thưa tỷ, phía trước. Không có nội đà, tỷ lệ luyện khí yêu ngự có nội đà quá thấp, xem ra vẫn nên đi vào sâu bên trong. Nhưng mà trúc cơ kỳ sợ người quá nguy hiểm, chỉ còn cẩn thận một chút thì năm người chúng ta vẫn có thể chiến đấu một trận. Tỷ, ta đói bụng, vừa mới xuất phát làm sao ngươi đã đói rồi? Vừa rồi đi đường quá vội, nhóm chúng ta đã bỏ xa những đội khác rồi, nhưng mà bây giờ đem mặt nước đông lại để cho mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút. Thân nhi à, người cũng không cần phải quá gấp. Thúy Liễn muốn liên tục ở trong nửa tháng thì chúng ta còn cần trường kỳ chiến đấu.
Ngô thượng đỉnh Tiền Tông đều đã tiến vào chiếc trạch rồi. Đi giết bọn họ trở tay không kịp đi. Ôi đói bụng ghê. Ôi cái mùi vị này thơm quá. Ôi nơi này có một cây linh thảo. Ôi dừng lại, linh thảo này không thể ăn. Đó là điểm cả đó. Tiên sư tỷ người đi đâu vậy? Vô linh đó cái gì loạn. Ôi lại có một cây linh thảo nữa nè. Cái này vận khí không tốt quá rồi đi. Đây nè, bên kia cũng có nè. Vẫn còn. Ta không hổ là tiền tài, thế mà có thể nghĩ ra được phương pháp tốt như thế này. Chỉ còn các nàng đi theo linh thảo tìm tới nơi này là có thể tìm được xà ngư trăm năm ta ăn bài sẵn rồi. Được rồi, đi xem các nàng thôi nào. Wow, còn đúng, linh thảo này cũng dễ tìm quá rồi. Ôi, cảm giác giống như có người cố ý dẫn dụ chúng ta tới đây. Vẫn là đội hướng khác đi. Ê, quả trời Phật, các con phải cẩn thận như vậy hay không? Cứ làm theo ta ăn bài không được thì sao chứ? Không có xà ngư trăm năm, sao có thể tìm được Nguyễn Anh Động Phủ chứ? Ai? Có khi tức chuyện đâu à? Dạ. Đường lui đã bị phong tỏa rồi. Một khi đã như vậy, chết tiệt à. Bằng vào tu vi kim đan sơ kỳ, thế mà có thể chống được ba gã kim đan trung kỳ bị công mà. Đầu tiên là đánh bại phi kiếm của đối phương để tạo đường lui. Sau đó thì lại mượn lực từ đòn tấn công của thành phi kiếm khác để tranh lấy một trí chí mạng từ kẻ thứ ba. Ninh Yến không hổ danh là thiên tài. Trúc cơ kỳ đệ tử cũng đã bị tập kích rồi. Các trưởng lão ở phụ cận đã bị cuốn lấy rồi. Ồ, bên Nguyên Ly thì cũng có kim đan tu sĩ tiến tới à. Trong các trưởng lão lại có phản đồ à. Chị không thoát nổi rồi, về một cách phá vỡ cục diện này. Không nghĩ tới trong nước lại có mai phục. Đây là thực gì, lực gì vậy? Một kiếm toàn lực của ta thế mà bị phá giải dễ dàng như vậy. Chấm dứt rồi sao? Người đừng có lộn xộn. Đồng thuộc chỉ có báo quốc phạm vì nửa mét mà thôi. Thám thích chân nhân. Trước thì mang cô ly khai đây này đã. Cô hiện giờ có phương pháp đặc thù nào có thể liên mờ hợ tới nên thông minh? Có thể tiến hành giao lưu, nhưng có thể tiến hành truyền đạt tin tức đơn giản. Có thể nói cho nên thần mình cô đã an toàn. Dạ dân. Làm sao vậy? Tâm thích chân nhân, ta có một chuyện khó hiểu. Nói đi. Vì sao muốn nói cho sư phụ là ta đã an toàn? Nếu như ta không đoán sai mà nói, thì mục đích của bọn họ về giết người là hướng tới tông chủ. Tập 30. Vì sao ngài lại cảm thấy như vậy? Nếu như ta đoán không lầm thì cô hẳn là đã sớm phát ra tin tức cầu cứu, nhưng lại không có trưởng lão nào khác tới cứu trợ. Không sai.
Vậy có nghĩa là kim đăng kỳ trường lão Sùng Hoành đã bị người khác bám trụ rồi. Tốn nhiều công phu như thế mà chỉ đã giết một đệ tử còn chưa có trưởng thành hả? Mặc dù cô là thiên kiều nhưng cũng không đủ. Cho nên ý của chân nhân là đối phương muốn thông qua vây giết ta để dẫn dụ sư phụ rời núi, sau đó thì mái phụ sư phụ. Khả năng rất lớn. Cảm ơn chân nhân đã cứu giúp. Chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Để tới bổn tọa cũng bị tập kích, cho nên ta phải đi xe một chút. Mỗi người đều phòng có người tới. Một đám luyện khí kỳ trẻ con. Chết đi. Sư tỷ sư muội, mau lùi ra phía sau để ta tới chắn. Không biết tự lượng sức mình. Luyện khí kỳ mà cũng đòi đỡ đòn tấn công kích của ta. Luyện khí kỳ thế mà lại chặn được kiếm đăng kỳ công kích. Từ linh căn thì cho thiên phú tu luyện rất kém, nhưng có thể mượn nhiều loại linh căn thông qua ngũ hành luân hồi để triệt tiêu linh lực. Huyền Ngọc rốt cuộc thì cũng tìm được phương thức chiến đấu thích hợp với thể chất của bản thân. Ngươi nghĩ tới các người lại có còn một kiện biện pháp. Nói pháp bảo không tồi. Ngồi ngổn vào ra pháp bảo. Sau đó thì hậu hạ ta một trận, ta có thể thay cho người không chết. Chờ sư phụ ta tới thì người liền không có cơ hội để chạy đâu. Hiện tại nếu như ngươi biết điều, có lẽ còn có thể giữ lại một tính mạng. Buồn cười. Sư phụ các người tính là cái thứ gì chứ? Để ta sẽ xem các người còn có thể làm được cái gì. Ồ, dám nói gì à? Ý. Ui, không tốt, y áp cường đại quá. Đây là kỹ nào? Thôi, không xong rồi. Thân thở không đồng đầy nổi. Cơ hội tới. Đi. Tiểu quỷ khốn kiếp. Lực lượng thật là lớn. Không thể khinh thường cái đám tiểu quỷ này nữa. Trừ tiền phải phòng ngự qua được vây công này đã. Chờ ý áp qua đi, ta sẽ giết hết toàn bộ các người. Chấm lên luôn. Đây là chiêu thức gì vậy? Liên trực giác bảo ta phải tránh né, bằng không sẽ nguy hiểm, sẽ bị giết. Dạ, hôm nay tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người. Thẳng tới mức đêm các người chơi tàn với thú gì. Ta đã nói rồi, cho sư phụ ta tới thì ngươi không còn cơ hội để chạy đâu. Ta chỉ biết Thẩm Thích Chân Nhân là một vị kiếm tu, nhưng không ngờ hắn còn tu luyện ngự kiếm quyết. Hơn nữa, chu tiền kiếm này so với thị trúc còn cương hãn rừng quá nhiều. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu bí mật nữa đây? Sư phụ, đều không sao chứ? Chúng ta đều không có việc gì. Ý sư tỷ à, vì sao lại cùng với sư phụ? Tự nhiên trạng thái cũng không tốt lắm. Công phu phải là do sư phụ các người thô lỗ quá, chỉ là bản thân vui vẻ mà không nói tiếng nào lực trực tiếp làm ta. Ý? Cái gì? Tổ lỗ sư phụ đánh mộng Yến Yến sư tỷ. Sư phụ à, đi chút đi chút. Sư phụ qua khẩn cấp cho nên chỉ có thể đánh vỡ lớp bằng mang cô ấy từ dưới lầu ra. Đây cũng là việc không có cách nào. Người hóa ra là như thế. Thế ở dưới chân nhận, vì sao con cảm giác nói là cảm giác không tệ chứ? Hả? Người tiểu thư à, cô có học qua môn ngữ văn hay không đó? Vừa rồi ta nhìn các người liên thủ đối phó với kim đàn tu sĩ kìa, thấy các người tiến bộ rất nhiều, có cảm giác thật là không tụi đó. Đúng vậy, sư phụ nói là rất đúng. Ta nói ta có tiến bộ mà, nhưng chứ cái sư tỷ là vẫn luôn không tin. Vừa rồi rõ ràng người đâu có làm gì. Cả tiến bộ sư phụ đều nhìn thấy.
Vị chân nhân thật là biết dỗ trẻ con. Sư phụ à, vì sao đột nhiên lại có người đột kích, chẳng lẽ là có âm mưu? Không sai, việc này không đơn giản. Bất quá thì cũng không cần phải lo lắng, mọi thứ đều có tà lộ. Ai, cái cốt truyện không biết đến lỡ tới đâu nữa rồi. Ta phải làm sao mới có thể mang được mọi người trở về đúng tiến lộ trình này. Ở cái đó, bên kia hẳn là sự người trầm nằm đi. Thôi nhìn giống như là đang ống của tuổi rồi. Ý, dòng đi dòng lại cuối cùng cũng trở về chỗ cũ. À, cũng coi như là kết thúc tốt đẹp đi. Ờ, hình như là vậy. Là ta phải hiện trước nhé, ta thắng. Hả? Ý ý sư tỷ à, lúc trước chúng ta đánh cược chính là bắt được ngài sa ngư trăm năm trước, cho nên ta mới là người thắng. Ôi, người chơi bẩn. Sư tỷ à, đã đánh cược thì phải biết chịu thua. Ôi, các người là học sinh tiểu học cãi nhau hay sao? Ừ. Ôi. Ý dạ. Tỷ thất nhi, tí sức mũi. Không cần bị hoảng, thất nhi tự có năng lực bảo vệ bản thân. Sao người trăm năm, cảnh giới không thấp, hơn nữa trong nước thân lực lại càng cường đại. Ngài xác định là tiểu thất nhi sẽ không có chuyện gì chứ? À, không có việc gì, hết thảy đều nằm trong kiểm soát của ta. Hồi tục qua rồi, đánh bại đánh bạ thế mà lại tiến nhập đúng chủ tiến rồi. Sao người trăm năm hẳn là đem tiểu thất nhi đưa tới Nguyễn Anh Đồng Phủ, mà mở ra đồng phủ cũng còn một đoạn thời gian. Vừa rồi thẩm thích đại nhân, chân nhân mang ta đi lại ở trong nước cực kỳ tự do. Hắn hoàn toàn có thể dễ dàng đem tiểu thất nhi từ trong nước cứu ra. Chẳng lẽ hắn còn có tính toán khác ư? Đấy rồi. Ngũ sắc linh quang, tiên nhân đồng phủ. Trẫm lệnh luôn. Ý da, còn chưa chờ sư phụ tới, tại sao có thể chết trước được chứ? Tiểu thất nhị sư phụ nhất định sẽ đến cứu người. Biến dị tuyết, nhung thảo sư phụ vẫn còn dư dự lại, lúc này không thể tiết kiệm nữa. Đáng giận, thực lực chênh lệch quá lớn. Ôi, sư phụ, ta biết sư phụ vẫn luôn bên cạnh ta. Trong pháp này hẳn là thượng cổ tiên nhân di tích. Nếu đây là một vị thượng cổ kim đa tu sĩ thì chúng ta liền quá may mắn rồi. Chỉ là kim đa tu sĩ cũng không đến mức tốt như vậy đi. Nếu là kim đan tu sĩ bình thường thì tự nhiên sẽ giống nhau, nhưng mà thời thượng cổ tu sĩ thừa thớt, dù là kim đan tu sĩ cũng sẽ trở thành sở hữu rất nhiều tài nguyên tu luyện hiếm có. Hơn nữa thượng cổ tiền nhân đối với trọng pháp cũng là bí thuật còn chưa có nghiên cứu tới mức biên thái như bây giờ, cho nên đồng phủ của bọn họ tương đối ít gặp nguy hiểm, nhưng mà quả thực là cực phẩm cho những ai muốn tầm bảo. Ồ, hóa ra là như vậy à. Đồng phủ này chính là của thượng cổ Nguyên Anh tu sĩ, đó là chúa tể của một phương thời thượng cổ. Bên trong có chứa được đựng linh tinh phách. Chúng ta bị tiêu thân nhì, linh lực cùng thì chất hấp dẫn bị đã hấp thu rồi, vừa đạt đến hiệu quả tốt thể hôn cố. Lần này thất nhì là trực tiếp đột phá đến trúc cơ cảnh. Siêu phẩm tục pháp nàng sớm đây nắm giữ được, có thể phát huy hết uy lực rồi. Ừ, ta rốt cuộc cũng có thể ôm đùi to rồi. Ôi, kia là thứ gì? Đây là địa linh tinh phách, là do thượng cổ tiên nhân lấy ra từ trong địa mạch linh lực. Địa linh tinh phách là ở trong trạng thái tự nhiên sẽ chủ động tới gần nơi có linh lực hoặc là tu sĩ có thể chất đặc thù. Qua thì là thế, xem ra
nơi này linh lực cao chính nhất chính là sư phụ rồi. Chuyện gì vậy? Cái đám linh thở này vì sao lại không đi tìm thất nhị chứ? Hồi chết rồi. Xem ra anh linh thể rất coi trọng sư phụ. Ôi, đây cũng là chỗ tốt thiên đạo cho ta, nhưng ta lại không có muốn như vậy. Ôi, còn tốt rồi, ta cảm nhận đứa thất nhi đang bị trọng thương ở phía trước. Đi rồi.